À đây bà cụ lên, cho bà cụ lên, toàn nhìn bà cụ, là bà cụ bước lên đây, dắt bà lên đây, bà leo đây, bà bước lên, bước lên, bước lên, dắt bà bước lên con, bước lên, đỡ bà lên. Con chào cha, con chào cộng đoàn. Con là Đỗ Thị Nhã, năm nay con 74 tuổi. Con được gia đình con được ơn của cha của Chúa rất nhiều. Bữa nay con lên con làm chứng cho hai cháu này nữa. Vậy là thưa cha, con đủ thứ bệnh mà con ở ngoài Bắc, ở xã Xuân Trường, Thọ Xuân, Thanh Hóa. Bây giờ con mang con vào Đồng Nai chữa bệnh thì con chữa không khỏi. Con nghe nói cha làm ở trên nhà bìa chữa bệnh giỏi lắm, thì con lên con chữa con khỏi. Con khỏi được thì bạn quân đủ thứ bệnh, gai cột sống, đau đầu, chóng mặt, đau bao tử, đau thần kinh tọa, đủ thứ bệnh mà quân chống con gãy con đi sát đát đây. Đấy, trong con không gãy đi sát đát mà chờ con đứng thẳng được rồi. Thế mới, thế mới. Vậy là quân trong cứu mãi không khỏi, quân dẫn quân lên Cà Long để thờ đạo. Quân lên ba lần, gia đình nhà quân về thấy quân đứng thẳng đi được, hưởng mừng. Như là cả gia đình nhà quân, bảy hai ông bà với bảy đứa quân cũng đi luôn. Quân như là bây giờ là cứ 3 giờ là gia đình quân, ông với quân là đọc lời thương thoát của Chúa. Quân á, ông chồng quân cũng bị hết vì đẻ đèn ở đây, mổ cho không lấy cái được. Cái đĩa đèn ra được, giờ cũng cứ đau nhức trên tay mà ông nói là tay kia nóng nhức lắm. Nhưng mà ông ngồi xuống ông không đứng lên được. Ông đi lên cha hai ba bữa về ông kêu: bà ơi, tôi đứng lên được, ngồi xuống được cái này. Đó là mong. Rồi quân cũng vậy, quân cũng đau bệnh, cũng được. Đến quân lên đây từ tháng 8. Mà quân đi là đến tháng 9 là quân đi 4 lần, cứ một tuần chủ nhật quân đi một lần quảng nhà, phải nhà dở cháu. Bà mấy đâu mà bà đến đây mỗi tuần một lần? Quân ở Đồng Nai, giờ quân vào Đồng Nai. Cứ một tuần là đi một lần chủ nhật thôi, quảng là ngại dưng phải dở cháu cho quân đi làm. Thì quân cháu của quân là hân mạnh từ Tết đến tháng 8 là liên tục ở Việt. Bây giờ nó khỏi, nó quân cũng mang về, mang lên với cha. Thì mang lên với cha mấy lần, trời nó ăn, nó chơi, nó ngoan lắm. Trời đến nhà quân là ngày nào cũng uống thuốc hết. Mà trời từ tháng 8, những giờ là 8 tháng trời, quân không phải uống viên thuốc nào nữa hết. Quân lên đây, cứ lên đây là cha thờ đạo, quân về, quân cũng khỏi, quân không có đau đầu, chẳng mặt đau bậu tử chứ gì nữa hết. Giờ là quân xin làm chứng cho cháu này bị ung thư vòng miệng, nằm ở bệnh viện chờ chết. Là cháu mới nói là quân với lại mẹ cháu là hai chị em. Hắn nói là dì ơi về thăm mẹ cháu một lần với vợ cháu có lẽ chết. Thế thì bạn gì nó nói là bạn ung thư vòng miệng, tìm đến hóa chất rồi mà không khỏi được. Bây giờ này cháu mang chụp cho dì một cái hình của cái điện thoại rồi bán vô đây cho quân. Nhớ là lần nào quân cũng cứ đi lên cha, quân đưa cho cha đặt tay. Mà chờ cháu ăn được, ngủ được, giờ cháu đi vô đi ra nấu cơm nấu nước ăn được. Được. Hallelujah. Thế mới. Hôm vừa rồi vào trong này định vào làm chứng cho cha, nhưng mà vào được một 10 ngày mới được có 9 ngày thì điện là mẹ ở nhà tía, anh phải về ngày chứ là không ở làm chứng cho cha được, nghĩa là phải về, bay về rồi. Đó là quên trả ơn cha nè. Cái thứ hai ơn này là của cái ông này cũng 74 tuổi mà ông bị tê liệt, nằm liệt giường 20 năm nay. Mà quân ấy tình bạn ngày xưa, quân hắn phải lên, hắn là bỏng, hai mẹ quân nó lên nó bỏng ông ấy răng ra ngoài để nó chụp cái hình nó gửi vào trong này cho quân. Cứ mỗi một lần quân lên cha là quân đưa cho cha đặt tay.
từ bữa vừa rồi, hôm vừa rồi quân lên cái ông Trần quân lên là thật về bác để lên thì tham anh ấy là bưng hai tay bưng nước bưng nồi rồi đi vô đi ra là mời bác mời nước. Thì quân có mua 4-5 cái đài quân gửi về cho anh chạy em với lại các cháu ở ngoài bác. Thì anh này là cũng là đạo vua tre mà anh làm việc 25 giờ anh ấy đi vô đi ra nấu cơm nấu nước được rồi. Hallelujah, hallelujah. Bà quen anh ấy từ hồi bao nhiêu tuổi? Cái anh này tình bạn 74 tuổi. Bà quen với anh hồi bao nhiêu tuổi? Hồi lúc còn nhỏ là gần hàng xóm với nhau. Bây giờ tình bạn. Thấy quân nói thật đi cha, quân lên cha giảng quân nghe hết, quân biết hết, quân về quân nói với ông biểu về chuyện điện mà nói thật đi cha nhà nghèo lắm. Con cái thì có ba đứa con, đứa đi trên Thái Nguyên, bạn đứa lấy chồng, bạn một thằng là bị bệnh nội quỵ mới vừa chết, không có cái đài mà không có điện thoại gì cả. Thế là con nó mang cái điện thoại lên rồi hắn chụp lên rồi là hắn gửi vào đây cho con, là con photo ra để con gửi lên cho cha. Bà bảy mấy tuổi mà còn biết là chụp hình rồi gửi qua điện thoại rồi gửi qua điện thoại về đây rồi bà lấy ra bà photo và đưa bên đây. Thấy một bà già mà 74 tuổi làm chứng còn là nói có sách, mách có chứng đưa hai tấm hình. Đây là hình cái cô bị ung thư và đứa cháu bị ung thư bà cầm lên còn ghi chữ đằng sau đàng hoàng. Đây là hình của ông bạn của bà. Bạn đây. Chúa tôi bà cũng cầm hai tấm hình lên làm chứng rõ ràng. Ta thấy ai có thể làm được cho bà chuyện này chỉ có Chúa Thánh Thần. Cho nên là trong bài đọc thứ hai ấy, sở dĩ chúng ta biết được là nhờ Thánh Thần ở trong chúng ta. Chúng ta biết được rằng mình ở trong Chúa là nhờ Thánh Thần ở trong chúng ta. Không có thầy các con không làm gì được. Không có thầy các con nắm tay vào mạnh lên. Không có thầy các con không có thầy các con đâu. Bà nói thì coi không có thầy các con không làm gì được. Đây tôi gửi tặng cho ông này. Rồi tôi tặng cho ông bạn già của bà cái máy nha, 365 bài giảng cái máy này nha, dắt bà xuống nhìn ra cái đây. Cha và cảm ơn Chúa, cảm ơn cộng đồng đã thương xót gia đình tôi được rất nhiều ơn. Tôi trả ơn cả cha mà cả Chúa cả cộng đồng luôn luôn mạnh khỏe để chữa bệnh cho toàn thế giới toàn dân. Và giọng sang sảng rõ ràng làm chứng tuyệt vời luôn.